Dạ. Chị chào Tướng Vĩ. Dạ. À, chị giới thiệu tên tuổi của mình đầy đủ cho em được biết chị ha. Chị thì tên là Nguyễn Thị Hạnh An. Hạnh An, À, dạ tên Nguyễn Thị chị Hạnh An. có Dạ. cần nói tên Mỹ không? Tại chị thấy hai tên lận. À, để có nghĩa là cái tên này thì để cho em, để em ghi vô danh sách để bữa nào nếu có để em kiếm chị cho dễ thôi. Ừ, chị giới Ok. thiệu tên Hạnh Hạnh An thôi. Dạ. Tên chị là Nguyễn Thị Hạnh An hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi hôm nay chị Hạnh An kết nối với em là kiếm ai? À, kiếm thằng em trai. Ừ, hồi đó thất lạc ra sao chị? Hồi đó là trước tiên là mình sống ở trên Phương Lâm Định Quán á, xong Dạ. rồi mới chạy giặt về, tiếp thu năm 75 đó, chạy giặt về thì má mới sanh một thằng em trai, nhưng mà lúc đó mới chị giặt về không có chỗ nương tựa đó, ở đậu nhà của ông Sáu á, cho nên gia đình rất là khổ. Rồi má mới cho em đi, Dạ. mà lúc đó má sanh em mới được có 3 ngày thôi Ừ. là cho em. Tính ra tới năm nay á, là em là 47 48 tuổi. Dạ, 47 48 tuổi vậy là sinh năm sinh 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 năm 75. 75 á là tiếp thu Dạ. về đó. Chị có nhớ sinh Rồi sinh tháng mấy không? Chị có nhớ sinh tháng mấy không? không không có nhớ nữa, Dạ. tại lúc đó mới có 7 tuổi thôi, thì năm 75 thì Dạ. mới có 7 7 8 tuổi gì thôi. Dạ. Cho nên lúc nhờ một cái người đó ẵm đi cho thì Hạnh có giành lại, Hạnh nói là đừng có cho em, nhưng mà má nói giờ khổ quá rồi, không có chỗ nương tựa đó, rồi lại má lại không có sữa cho em bú nữa, cho nên nhờ cái Dạ. bà đó ẵm em đi cho nên tới bây giờ là thất lạc luôn. Tính Rồi. nhờ Tướng Việt với Dạ. lại cộng đồng đỡ dùng. Dạ, chị cho em hỏi thêm là cái thời điểm đó là ở ở xã nào, ấp nào, huyện nào này kia chị có còn nhớ không? Hạnh chỉ biết ở lộ Cần Đước thôi, Lỗ Cần Đước, Long An á ở hả? lộ Cần Đước, Long Xuyên, cái đường mà gạch giá Long Xuyên đi đi đó, À. lộ ở ngay ngã ba lộ tẻ đó, nó ngay ngay cái lộ Cần Đước đó. Dạ, à, gần ngã ba lộ tẻ của Long Xuyên đó hả? Đúng rồi đó, Ừ, vậy là Long Xuyên, một An đường Giang. á, một đường đi xuống Long Xuyên, một đường đi Rạch Giá, một đường Cần Thơ, nhưng mà nó Rồi. đi hướng lên Long Xuyên á, là nó ngay 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 lộ Cần Đước đó. Dạ, ngay lỗ Cần Đước, vậy là gần phà bây giờ đó, Dòng cống dạ, gần phà á, Dòng Cống. Dạ. Thuộc tỉnh Long Xuyên. Dạ. dòng Vào năm 75 chị ha. cống đó. Năm 75 à Dạ. Vậy thì cái thời điểm đó là đang còn ở đậu nhà ông Sáu. đúng rồi. Ừ. Vậy rồi cho cái người đó gần chỗ ở luôn không? Gần chỗ ông Sáu luôn không? Nghe nói là cái bà bác đó ẩm ẩm đi cho đâu ở ở dưới bắc bắc dòng cống á, À, bên Bắc. Dạ. Trên cái phà mà trên đó ha, Bắc An Hòa ha, trên phà Bắc An không Hòa, bắc bắc già bắc dòng cống á, Bắc à, phía Bắc Dòng bắc An Cống. Hòa là khác. Bắc Dòng Cống à, vậy là cũng gần ở đó luôn, cho gần ở đó luôn. Dạ. Nó cũng gần. Rồi khi cho đã đặt tên này kia gì chưa chị? Lúc đó Hạnh không có nhớ, tại Hạnh còn nhỏ quá, mới sanh gì có 3 ngày thôi. Dạ. Hạnh nhớ là mới sanh ở nhà thương đem về thôi, là sáng lại là nhờ cái bà bác ẵm đi cho rồi. Dạ. Nhưng mà cái thời gian sau này nè, má có đi tìm, má có ra hỏi tìm thì nói là thằng đó nó chết rồi, Ừ. cho nên tới bây giờ luôn. Ừ. Vậy theo chị thì cái việc mà cái thông tin mà mất rồi đó thì chị thấy có thiết thực không hay là chị có nghi ngờ gì không? Hạnh nghĩ không, tại vì á, cái thời gian sau này á, Hạnh cũng muốn định đi tìm thì người ta trả lời, người ta nói với tìm làm gì, giờ nó sống sung sướng lắm. À, sau thì người ta lại Ở nói vậy thì cũng đó. chỉ là nghe qua lời nói thôi, còn cái chuyện là Đó, mất, nghe qua lời nói. mất hay còn thì cái điều đó mình chưa có xác minh được đúng không chị? Người thì nói là mất, người thì nói là sống sung sướng.
đó. Nhưng mà bây giờ khổ nổi cái người mẫm đi cho đó là người ta đã qua đời rồi nữa, cho nên cũng khó tìm. Chị có biết tên của cái người mẫm đi cho không? Tại lúc đó còn nhỏ quá Dạ mình lúc đâu còn nhỏ. có Như đại khái là có nghe mẹ kể lại không á? không. Thì cái lúc đó thì xong rồi cái gia đình mới dời vô trong Kinh Sáu thì làm ăn cho tới lúc Hạnh đi qua bên đây luôn. Vậy rồi vào thời điểm đó là trong gia đình mình có những thành viên nào, có những ai? Mẹ, chị, rồi ba, rồi anh chị em này kia không? Lúc mà má cho thì có mấy chị em giống như Hạnh nè, rồi thằng thứ tám, Anh thứ tám tên rồi gì? tên tên Đặng Văn Phước. Lúc đó là anh Phước bao nhiêu tuổi? Thì mỗi một đứa cách nhau 2 tuổi. Vậy là anh Phước đó là trước, là trước ha, sinh trước ha. Thằng đó là em của con nhỏ con gái nữa, thằng đó là em của con Nga nữa. Rồi Phước, rồi Nga, rồi Hạnh, rồi ai nữa? Phước Nga rồi tới cái thằng cho đó. Rồi chị Hạnh, ý là trong gia đình mình á là có những anh Phước này, chị Nga này, rồi chị Hạnh này, rồi cái người mà cho đó là cái em mà được cho đó. Sinh năm 75 thì nay Tuấn Vĩ cũng phải gọi là anh rồi. Thì cũng cũng phải nó nếu mà bây giờ là nó phải 48 tuổi đó. Rồi xong sau này về là má sanh thêm thằng Chung nè, rồi Lương Thiện. Sao còn sanh nữa Nói hả? chung nói chung là anh em bây giờ cũng còn đầy đủ nhau, nhưng mà chỉ có thất lạc thằng đó thôi. Giờ muốn tìm anh em lại giống như cho cha mẹ qua đời hết rồi đó, giờ mình muốn tìm em mình lại cho nó Cho nhận anh em em vậy đó. xin tên của cha mẹ luôn chị. Má của chị á là Nguyễn Thị Tư, À, mà mẹ má tên chị mất Tư. mất rồi. Rồi còn ma tên còn gì? còn ba sau này của chị là Đặng Văn Thế. Ba ba cái thời điểm đó đó, ba ba cái thời điểm ba mà sinh ra cái anh mà đi cho đó đó. Là Đặng Văn Thế. Sao chị gọi là ba sau này? Tại vì chị Lai đó em. Vậy đó hả chị? Chị Và chị là con lai trước này, trước đó. nếu mà chị với thằng đó là tính ra một mẹ khác cha. Một mẹ khác cha. Rồi em hiểu rồi. Vậy thì thưa chị, là nếu vậy thì chắc là cái anh sinh năm 75 mà đi cho đó là con của ông Thế đúng không? Con của ông Thế Đúng và đúng má Tư, đúng rồi mẹ Tư. đúng rồi đúng rồi thì cái thằng cho đó là chung mẹ với lại Nga nè, Phước nè, Lương nè, Thiện nè, đó là chung. Vậy thì cái thời điểm đó khó khăn như vậy, đã cho cái anh đó rồi mà lại còn sinh thêm là Nga, Phước, Thiện này kia nữa hả? Nga là có rồi, là sanh xa sau này nếu mà cho thằng đó rồi là còn sanh thêm Chung, Lương Thiện, sanh thêm ba thằng nữa. Trung Lương Tại sao Thiện. này về cuộc sống nó ổn định rồi đó, sau này về lúc tại vì đang tiếp thu chạy về là má má mang bầu, cho nên sau này về ổn định xong rồi Ổn định má sinh sanh nữa. thêm ba đứa. Ổn định sinh nữa. Vậy còn ngoài ra cái nhà mà mình ở đậu đó là nhà ông Sáu. Nhà ông Sáu à? Trong gia đình ông Sáu thì có những ai, chị Nga có nắm được thông tin không? Cái đó không, còn nhỏ quá không có rành nữa, Không có rành. Chị mình biết không có nhớ là đâu. chị biết là nhà ông Sáu thôi. Cái nhà ông Sáu Còn cái người mà ẩm đi cho đó là cô đó, là cô hồi nãy chị nói cô gì quên rồi, không biết, không biết tên. cái bà đó không biết tên, nhưng mà bà bác đó bác cũng mất rồi. Cũng mất rồi mà không biết tên luôn. Không biết tên luôn. Thì bây giờ như vậy, câu chuyện của chị đó thì chị có nước á là chính anh đó hoặc là những người mà có liên quan đó, những người bà con, những người bà con bên bên cha mẹ nuôi của ảnh mà có nghe được, thì đôi bên mà có nguyện vọng xét nghiệm ADN để mà biết được nhau đó thì mới mới kiếm ra.
Chứ Đúng còn rồi. tên tên về bên đó thì không có. Tên của cái người mà sinh năm 75 đó cũng không có luôn, cũng chưa đặt tên luôn. Mà kể cả có đặt tên chăng nữa, đôi khi về nhà người ta cũng đặt tên khác. Đúng rồi. Rồi còn đặc điểm thì chắc là còn nhỏ thì chắc cũng không có đặc điểm gì khác lạ đâu chị ha. Thì lúc đó thì Hạnh không biết, tại Hạnh lúc đó là tướng Mỹ nghĩ là chị mới có khoảng độ 7 8 tuổi à, cho nên chị không lâu quá 40 mấy năm rồi, cho nên chị đâu có nhớ, không có nhớ nhiều, nhưng mà đại khái là chị nhớ như vậy đó. Thì giờ có nước là mình la làng lên rồi coi có ai mà là con nuôi ở cái khu vực đó vào thời điểm năm 1975. Thì muốn muốn xét nghiệm ADN với các anh giống như là anh Phước rồi chị Nga rồi Lương Thiện này kia Đúng sau này đó, thì xét nghiệm đó, anh em với nhau chị ha. đúng rồi đó, đúng rồi đó. Chỉ có nước đó thôi. Bởi vì nó bây giờ giống như là cái thứ nhất là cũng nhờ cộng đồng, thứ hai nữa là cũng nhờ ơn trên thôi, chứ Đúng bây đúng. giờ cái đó nó cũng hơi mập mờ quá, mình cũng hy vọng nó cũng nhỏ nhoi, mà nếu mà trời Phật thương thì cho chị em gặp lại nhìn nhau vậy đó. Coi vậy chứ cũng có nhiều người liên quan lắm đó chị. Là những người ví dụ như chẳng hạn như là những người hàng xóm người ta biết. Những người hàng xóm vào thời điểm đó họ họ sẽ biết đó chị. Nhưng mà cái thằng đó Hạnh Hạnh nhớ là lỗ mũi nó cao lắm. À, tại vì Hạnh giành lại mà Hạnh nói đừng có cho em. Hạnh giành lại, Hạnh nói đừng có cho em. Rồi cái mẹ nói là bây giờ nuôi thì đâu có sữa đâu cho bú. Thì Tiếp Thu mới về, Tướng Vĩ không biết từ trên Vương Lâm Định Quán mà chạy giặt về đó thì đâu còn cái gì đâu. Nên là Lâm còn trong nó quá khổ. khổ khổ quá. Em nghĩ là bây giờ đó mà ảnh có gặp được gia đình thì chắc ảnh cũng vui lắm á, bởi vì như chị biết đó, thường đó là mình mà không có cội nguồn cũng buồn lắm á, cũng day dứt lương tâm lắm. Đúng rồi. Cho nên là dù sao thì chị bày tỏ hôm nay đó cũng là một cái niềm an ủi, nếu mà ảnh mà có biết được, ảnh có nghe được thì ảnh cũng rất là vui về cái điều này. Ok chị, để em nắm được cái thông tin rồi nha chị nha, để em sẽ cập nhật. Rồi có, nếu mà nhờ cộng đồng mà ai mà có tìm được á, thì Hạnh cũng chịu giống như là quà cáp cho uống trà uống nước 20 triệu, giống như là quýt lòng nhiều. Hậu tạ ha, Dạ, hậu học tạ, tạ. dạ, rồi cảm ơn Tướng Vĩ rất là nhiều, vì cảm ơn cộng đồng. Ok, để em cập nhật thông tin rồi có gì em báo chị Hạnh hay nha. Rồi rồi, chị cảm ơn Tướng Vĩ nhiều ha. Ok chị.